Xin chào tất cả các bạn. Trên tay tôi đang là cục sạc dự phòng 6000 mAh, vừa mua trên FPT Shop. Đây là bề ngoài của nó. Đây có một số thông tin đầu ra đầu vào, địa chỉ nhập nhập khẩu. Bây giờ mình sẽ khui nó ra, khui hộp. Hộp thì gồm có một cục sạc dự phòng, Không một lời từ input là 5V 2A, output là một cái 5V 1A và một cái 5V 2A, 6000 mAh, nhỏ gọn, mỏng, mỏng lắm. Đây là hiển thị pin, hãng tên hãng. Đây là chắc là cổng cáp micro USB. Đây, đây có một con cáp. Một số chỉ dẫn. Đây là ghi là điều kiện bảo hành đồ. Con cáp thì khá là ngắn. Rất ngắn luôn. Đây là toàn bộ những gì cục sạc dự phòng có. Mỏng, cục sạc khá là mỏng. Rồi, xin cảm ơn các tất cả các bạn.